mình có đủ lo cho gia đình hay không thôi. Ba cháu nhà em á là hoàn toàn là em dư sức, đủ sức. Hiện tại thì công việc của em thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Nó cũng mới khởi nghiệp cách đây 3 năm thôi, nhưng mà tương lai thì nó tốt lắm. Tương lai tốt, tương lai kinh tế tốt. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ánh Nhẫn, năm nay 32 tuổi, em đến từ Long An. Em đang là chuyên viên sale tại một công ty làm đẹp có trụ sở tại Phú Nhuận. Ba thẩm mỹ rồi hả em hả? À, dạ không, mà bên em chỉ là một salon. Tên là Ánh Nhẫn em hả? Nhẫn nại đó hả? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh. À, nhẫn cưới đó. Dạ. Rồi mời anh trai. Xin chào gia đình bên nhà bạn gái, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và bạn gái. Em tên Nguyễn Khánh Toàn, hiện thì đang sinh sống làm việc ở Bình Dương. Toàn làm gì Toàn? Em làm về ngành điện nặng anh. Hả? Điện nặng anh. Điện hả? Ngành điện à. À, thôi thôi, điện nặng nghe giật mình. Điện nặng điện. Dạ, điện nặng điện. Ừ. Quăng cái miếng hết hồn luôn vậy đó. Tại nghề em vào nghề này em mới biết chứ hồi em chưa vào nghề này em cũng không biết. Mà trong nghề nói em ở Bình Dương với ai Toàn? Dạ hiện tại thì em đang sống với em trai. Em trai ở Bình Dương. Quê em ở đâu? Quê em thì Vĩnh Phúc anh. Em gái, cho nhà trai biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Dạ thưa anh Quyền Linh, là ưu điểm của em trước là em là một người khá là cởi mở, làm việc có trách nhiệm và biết lắng nghe, chia sẻ cùng với mọi người. Còn khuyết điểm của em là em rất là dễ nóng tính, có tính nguyên tắc, đôi khi là khá là vô tâm với mọi thứ xung quanh khi mà em quá tập trung làm cái gì đó. Nói chung là người của công việc á. Dạ đúng. Còn nóng tính nữa hả? Dạ có. Nóng cỡ nào Nhẫn? Giống như có cái việc gì đó mà khiến em khó chịu thì cái mặt em nó sẽ thể hiện ra liền á. Ừ. Em không có giấu được nên mọi người nhìn là mọi người thấy là em đang khó khó ở trong người. Là mọi người né liền ha em? Dạ. Rồi Toàn có nóng tính không? Em thì hiền. Hiền lắm hả? Nhưng mà có giống em gái bên kia là có gì mà cảm xúc sao thể hiện ra mặt hết, chẳng bao giờ giấu được. À, cứ có gì nói đó có đúng gì không? Là nhìn mặt là biết liền rồi. Em có khuyết điểm gì không Toàn? Cái giao tiếp của em cũng không được tốt. Em có thấy mạnh gì? Nói về tính cách á, thì em trung thực, hiền hậu, với chịu khó làm lụng, trách nhiệm với gia đình. Còn học hành thì học giỏi lắm. Làm điện là học giỏi lắm á. Em học kinh tế anh. Học kinh tế hả? Dạ, mới chuyển qua. Nhưng mà sao học kinh tế sao làm điện? Trước em làm ngân hàng, còn bây giờ em chuyển qua đây 3 năm nay rồi. Làm điện cụ thể là điện gì? Dạ, điện năng lượng mặt trời áp mái anh. Làm chủ luôn hay là làm cho dạ, công ty? Vâng, thì em làm chủ. Em làm chủ luôn. Em điều hành cái công ty đó. Cổ đông thì cũng mấy bạn bè không à, bạn bè phổ thông. Tức là bạn làm kinh doanh chứ không phải là bạn làm về kỹ thuật. Dạ đúng rồi. Rồi làm kinh quản lý. Đường tình duyên em sao Toàn? Cũng hơi lận đận. Lận đận là sao? Em đã lập gia đình rồi mà. Lập gia đình rồi. Dạ. Được mấy năm? 10 năm. Thôi, 10 năm. Mấy người con? Dạ, ba. Con lớn là nhiêu? Lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất mới có 5 à. Mình ly hôn lâu chưa Toàn? Dạ 3 năm à. Rồi hiện nay ba người con ở đâu? Dạ ba cháu thì đang ở với mẹ. Ở gần đó không? Dạ cũng gần, ở Bình Dương. Đó là lý lịch hoàn cảnh của gia đình nhà trai đó. Nhà gái nghe rõ chưa? Dạ nghe. Rồi. Nghe rõ. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em là có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là từ hồi thời sinh viên. Ừ. À, mối tình sau là sau khi mà em ra trường, em cũng có quen bạn cũng được 3 năm. 3 năm là dài lắm đó. Dạ. Lý do tại sao em chia tay? Lý do em chia tay là do là thời điểm đó là em đi công tác nhiều á, không có cái thời gian để mà tiếp xúc với bạn nhiều á, nên là cái tình cảm nó bắt đầu nó vơi dần. Dạ. Em cũng vô tâm với bạn á, không có hỏi han bạn nhiều. Trong khoảng thời gian đó thì dần dần nó xa thì... Ừ. Nên là tụi em quyết định chia tay. Em nghe bên đây có một cái cuộc hôn nhân rồi, thì em có ngại gì không? Thật ra là em cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi mà nghe bên kia chia sẻ thì em thấy là anh cũng khá là chân thành. Mình ở đây mình phải nói thật với nhau nghe hết, không có giấu điều gì hết trơn á. Dạ. À. Nhưng mà bản thân em có thấy ngại không? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Câu trả lời rất là hay chứ. Nhưng biết đâu sẽ ngại. Đúng rồi. Nhiều khi về con cái về bên đây này kia, thí dụ như thế. Nhưng mà thôi cái đó chuyện hai người bàn với nhau. Mình cảm nhận thế nào về hôn nhân gia đình? Nếu như mình bước tiếp một bước nữa. Bản thân em thì em phải có một mái ấm gia đình. 10 năm mình chia tay. Dạ. Thế là phải có cái gì nó dữ dội lắm đúng không em? 10 năm đó em phải nhịn nhiều. Em có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Lúc tìm hiểu nhanh quá, không hiểu nhau hết. Hoàn cảnh lúc đó là mẹ em bệnh á, sắp mất. Nên là tụi em tìm hiểu nhau có 3 tháng. Nhưng mình ở với nhau tới 10 năm rồi. Không lẽ mình không hiểu hết? Hiểu chứ anh.
Tức là mấy tháng đầu là cũng đã hiểu rồi, mình đã xác định cưới thì bây giờ mà có dù không hợp nhưng mà thôi. Cái đầu hồi lúc đó thì cũng làm nhà nước nên là cũng ngại, cũng mắc cỡ nữa. Rồi sau đó thôi mình nhịn cũng thôi chứ cho nó qua, sau đó có con cũng hiếm muộn á, 4 năm á. Nhưng mà lúc đó em cũng suy nghĩ cho vợ em, vợ em bị hiếm muộn á. Lúc đó cãi nhau suốt rồi thì cũng xác định nói thôi giờ lúc mà mẹ mình ốm bệnh thì người ta đến để chăm sóc. Ừ. Giờ này bạn vợ mình bị như vậy sao mình buông tay được. Mà lúc đó em có cái suy nghĩ là trong hôn nhân đi, thí dụ như là vợ chồng không còn hợp nhau, không có cái thì người đối với người phụ nữ thì con là đó là cái niềm hạnh phúc nên là cố gắng kiếm. Sau đó mình vượt qua đến 3 đứa con luôn. Vâng, kiếm có đứa xong rồi lại nghĩ đến con. Lúc đó không. Thật ra thế này nè, anh muốn em coi kiểm tra lại xem con mình có lỗi gì trong cuộc tình đó hay không thôi để mình khắc phục. Có cái là khác nhau, nói chung khác nhiều anh. Với em thì cái thứ nhất là cái tâm lý em cũng không được tốt. Cái thứ hai là em cũng ít lãng mạn. Cái đó cũng quan trọng lắm đó nha. Đã. Không có lãng mạn lắm thì cũng tội nghiệp cho người ta. Phụ nữ thường cũng thích lãng mạn lắm ha. Bản thân em hiền nhưng mà có những cái không đúng á thì mình đâu thể nào mình vui lòng được. Nên là từ từ nó cứ chai sạn đi. Cuộc hôn nhân 10 năm nó cũng khá dài đó. Cũng vượt qua rất là nhiều sóng gió nhưng mà có lẽ là cái ải cuối cùng các bạn không vượt qua được. Thôi thì nó là cái duyên rồi. Cô gái của chúng ta có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn. Đó, chàng trai bên kia nghe chưa, cô gái nào người ta cũng thích lãng mạn hết. Khi mà các bạn không có cái yếu tố lãng mạn trong tình yêu thì nó là một cái khuyết điểm rất là lớn. Em mong muốn mình có một người bạn trai như thế nào? Dạ thưa chị, là mong muốn của em là muốn có một người bạn trai, một người bạn đời mà có thể là biết lắng nghe mình á. Mọi chuyện thì có thể là trao đổi với nhau để cùng nhau thống nhất, sẽ không có những cái vấn đề mâu thuẫn trong tương lai. Dạ. Thứ hai đó là bạn phải có trách nhiệm đối với gia đình và phải làm chủ kinh tế. Bên kia thì làm chủ kinh tế rồi, tại vì đang điều hành cả một công ty mà. Có trách nhiệm với gia đình thì chị nghĩ là có đó, tại vì hiện tại là cũng đã có 3 đứa con rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Có một điều em không thích ở đàn ông đó là bạn không có trung thực đó chị. Ừ. Dạ. Cái thứ hai nữa là bạn không có tôn trọng những cái bạn bè cũng như là người thân của mình. Ừ. Dạ hết rồi. Em có thích cao hay mập hay ốm hay lùn hay thấp gì không? Chị qua chị kiểm tra cho. Em 1m65 rồi, em nghĩ là cái mẫu hình chị cao hơn em 10cm là ok. Để tôi qua tôi coi. Bên kia 1m75 không? Nói để biết. Dạ, chào nhà trai. Dạ chị. Cao thấp nó không quan trọng đâu. Đẹp trai mà, chỉ đường tình duyên lận đận thôi. Tại cô gái bên kia cũng hơi cao. Hơi cao. Rồi ngoại hình là hơi cao. Rồi chàng trai này có mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em xem trọng cái gia đình lắm. Nên là cái tuổi của em thì cũng phải sớm mà có được một mái ấm gia đình cho nó ổn định cuộc sống. Công việc thì cũng đã ổn định rồi. Cái cần nhất là cái đầu tiên là cũng phải có cái cảm mến, cái tình yêu với nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ. Trong cuộc sống thì nó thăng trầm, nó lên xuống dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có thì yêu thương nhau thực sự, chân tình với nhau mà hợp nhau thì sẽ gắn bó với nhau được. Em cũng có nhiều cơ hội nhưng mà các bạn cũng ngại. Em có ba cháu. Cái rào cản lớn nhất của em là như vậy. Đúng rồi. Vâng. Vấn đề là em có 3 cháu, ví dụ như vậy em chứng minh được cái khả năng có thể lo cho, nếu như em có một gia đình mới, em có con, có gia đình có đủ lo cho gia đình hay không thôi. 3 cháu nhà em á là hoàn toàn là em dư sức, đủ sức. Hiện tại thì công việc của em thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Nó cũng mới khởi nghiệp cách đây 3 năm thôi, nhưng mà tương lai thì nó tốt lắm. Tương lai tốt, tương lai kinh tế tốt, không lo gì hết. Bây giờ 3 đứa con thì ở với mẹ rồi ha. Anh biết em vẫn ái ngại là anh có 3 đứa con, nhưng quan trọng nếu một người mà mình thấy hợp với mình, đúng gu mình ha, anh nghĩ rằng nó sẽ quên đi những điều kia hết. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa anh, em đi với em gái. Em gái, rồi. Em gái bây giờ theo dõi câu chuyện em thấy sao nè? Dạ em chào anh Việt Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Tài. Ngồi theo dõi câu chuyện thì em cảm giác anh Tài là người khá là chân thành, là mẫu người lý tưởng của gia đình. Anh cũng có chia sẻ là về kinh tế đồ thì anh rất là ổn định rồi. Thì hiện tại là chị em thì cũng mẹ thì cũng hối lấy chồng lắm rồi. Khi mà chị đăng ký chương trình này thì em rất là ủng hộ, thì đến đây để hộ tống chị theo để mà xem mắt bạn trai. Nhưng mà quan trọng thì ở đây vẫn là cái cảm xúc của chị và anh thôi. Tí nữa mở rào ra thì anh chị sẽ giao lưu với nhau. Thì nếu mà mình đã có cảm xúc với nhau, chia sẻ được với nhau, thì em nghĩ là mình nên dành cho nhau một khoảng thời gian để tìm hiểu trước cái đã. Còn vấn đề sau này thì mình tính tiếp. Dạ, được đó. Hết ạ. Em gái xinh quá hả? Gái có người yêu chưa? Có chưa? Chưa hả? Chưa lên đây. Chị Lan lo. Nhà trai đi với ai nào? Dạ, em đi với em
Chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh. Em là em gái bên họ hàng của anh Toàn. Thì hôm nay em đi để ủng hộ ảnh tìm được cái mảnh ghép của ảnh. Em thấy chị gái bên đây là ngoại hình rất là ưa nhìn, rất là xinh ạ. Nói chuyện cũng rất là dịu dàng á. Thì em thấy là cũng hợp với anh của em. Thì em thấy chị có tiêu chuẩn là một người đàn ông chân thật á. Anh của em là rất là thật nên là chị yên tâm về điều đó. Và kinh tế của anh em thì cũng ổn định rồi. Nên là mong chị cũng cho anh em một cơ hội là tìm hiểu nhau và tiến tới xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bên gia đình. Tôi nãy giờ nghe câu chuyện tôi thấy hai người này về mặt giao diện thì rất hợp với nhau. Chỉ có nói thẳng ra một điều là cái rào cản là anh ấy có ba người con thôi. Mà tôi nghĩ rằng nếu như với tình yêu đủ lớn á thì con sẽ vượt qua điều đó. Bây giờ tao mở rào cho bên gặp mặt nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu câu chuyện đi con trai. Nào, em có món quà gửi tặng anh, đây là một cái quyển sách chữa lành tâm trí. Cảm ơn anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em chúc em mãi là xinh đẹp và xinh tươi trẻ trung như cái đóa hoa này. Dạ, cảm ơn bạn. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em thấy là anh công tác ở Bình Dương á, thì nếu như mà anh về Sài Gòn á thì không biết là có trở ngại gì không anh? Cái việc của anh thì nói chung là mấy năm vừa rồi là việc nhiều lắm, còn giờ thì nó cũng tương đối này. Nên là vấn đề mà đi khoảng cách đó thì không có vấn đề gì. Em ở đoạn nào ở Sài Gòn? À, em ở quận 2, còn em đi làm thì ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Anh có việc gì ở Sài Gòn không hay là mình chỉ làm chủ yếu là ở Bình Dương ạ? À? Anh thì việc không có trên Sài Gòn, dạ. Ở Bình Dương. Hiện tại là anh đang ở với ba mẹ. Em út anh, bố mẹ anh mất hết rồi. Em cũng có cái câu hỏi để muốn hỏi anh thì không biết là quan điểm hôn nhân của anh sau này như thế nào, khi mà đã trải qua những cái đổ vỡ á, cái định hướng sắp tới của mình như thế nào anh? Lúc đầu cảm xúc với nhau có yêu rồi, nhưng mà sao phải hợp, có cái đồng cảm chia sẻ với nhau mà phải lắng nghe nhau nữa. Dạ. Nhưng mà đương nhiên là cái tình cảm ban đầu nó quan trọng. Dạ, em cũng như từ ban đầu em có chia sẻ, em là người rất là biết lắng nghe, nhưng mà để mà lắng nghe thì đối phương người ta cũng phải bộc bạch trước cái đã. Không biết là anh có, tại vì em hồi nãy em có nghe anh nói là anh cũng là khá là rụt rè đúng không anh? Đúng rồi. Anh có câu hỏi nào cho em không? Dạ, cho em hết tiêu. Anh có chia sẻ câu chuyện của anh như vậy đó. Các cháu nhà anh á, thì em có, bây giờ thì các cháu vẫn cháu ở với mẹ. Tại vì bản thân nói thực sự là chia sẻ với các anh chị là khi chia tay á, là em không muốn là ba tách rời ba đứa. Ai nuôi cũng được, vợ nuôi cũng được, mà mình nuôi cũng được. Hai người không hợp nhau thì chia tay nhau. Nhưng mà con cái tách ra tội nó lắm. Lúc đầu mà xác định mà chia tay ấy là em nuôi, nhưng mà sau đó vợ có thay đổi lại là muốn nuôi đứa đầu đứa cuối, thấy tội lắm nên thôi em chấp nhận. Còn khi mà mình đã xác định là thôi vợ nuôi thì mình sẽ phải có cái hướng xử lý thế nào. Giờ thì các cháu có cha mới rồi, mà cha mới thì cảm nhận là rất là tốt, quan tâm đến các cháu, nên là mà cuộc sống ở bên đó thì cũng đang ổn. Yeah. Trước giờ mình cũng thấy là các bạn nữ sẽ ngại, em có thể vượt ngại là chắc rồi đó, mà em thấy em có vượt nợ qua nổi hay không. Anh thấy mà em nói bên kia đã có gia đình rồi, một người đàn ông đó là một người đàn ông tốt đó, họ thấy một người phụ nữ có ba người con ở chung mà họ còn chấp nhận được, chứng tỏ rằng ba cháu rất là ngoan, thậm chí là vợ của em cũng là một người tốt đó. Bây giờ thế này đi, nào em đứng lên đây em gái. Đây, hãy cầm tay nhau để truyền hơi ấm cho nhau, để trao cảm xúc cho nhau, để xem mình thấy rung động chút xíu gì không. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào, bây giờ cảm xúc của mình như thế nào, mình nói đi cho đối phương biết. Em nói đi. Em hả? Thì thấy tay anh cũng khá ấm, nhưng mà anh góp tay em vô. Nó chặt quá. Anh có bối rối rồi đó. Nắm tay chút, để thật ra để làm gì? Để cho ta cảm nhận những cảm xúc, để cuối cùng ta đưa ra quyết định cho nó chính xác, mình có thể hợp nhau. Thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới, khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được? Nếu mà định hướng mà đến hôn nhân á, dạ, thì em định hướng thế nào? Khi mà gặp được người mà phù hợp, người thương yêu mình mà mình cũng thương người ta, thì khoảng bao lâu? Em cũng chia sẻ thật lòng với anh là năm sau. Năm sau. Dạ. Thời gian tìm hiểu với lại kết hôn luôn là vừa vặn khoảng 8 đến 12 tháng rồi. Trong năm sau thì là đúng cái ý, cái mong muốn của anh á. Bây giờ mình để tay mình nút bấm thôi các bạn. Đưa ra quyết định. Cảm xúc của mình như thế nào mình quyết định theo cảm xúc. Chúng ta đừng làm trái cảm xúc của mình. Ta phải bấm bằng cảm xúc của mình nha. Hai anh chị hãy cảm nhận lại những cái giây phút vừa rồi, cảm xúc mà chúng ta đã trao cho nhau, xem rằng đây có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không, có phù hợp với mình hay không. Ngọc Lan sẽ hô 3 tiếng và sau đó hai anh chị sẽ quyết định nhé. 1 2 3
hết thời gian. Em thấy anh rất là chần chừ, em rất là hồi hộp, mà em không hiểu lý do tại sao anh lại chần chừ. Suy nghĩ điều gì vậy em? Em thấy em phản ứng chậm lắm anh. Phản ứng chậm hả? Chậm chả. Có thể là do tính cách của người làm kinh doanh, họ phải suy nghĩ thật là kỹ. Thật ra cô gái bên kia có trăn trở đó, có suy nghĩ đó. Cô ấy quyết định bấm để mở ra một cơ hội và em phải nắm bắt cơ hội đó. Quan trọng là do em thôi. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Thế này nè, đó. Hãy vượt qua những rào cản của cuộc sống. Nếu như chúng ta yêu nhau, chúc em thành công, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn Đường Linh, cảm ơn Đường Linh. Em cũng hướng đến việc lâu em lâu dài, chứ em không kiểu mà quay trời. Dạ đúng rồi ạ. Nói chung là một người nhìn nó chuẩn mực cô gái Việt Nam là được rồi. Chuẩn mực của Việt Nam là sao? Dạ, coi như không cần phải là giống như hoa hậu mà như hoa khôi cũng được. Thấy cô gái thì bên ngoài thì thấy cùng tiếng gái, nhưng ông thấy xa quá thì không biết tôi như thế nào. Thì ba mẹ xa thì đó là suy nghĩ của ba mẹ. Nói chung suy nghĩ của người lớn khác suy nghĩ của mình. Xa thì mình có thể biến nó thành gần được. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào tất cả cô chú anh chị trong chương trình. Chào anh Quyền Linh và chào chị em. Ngọc Lan. Dạ. Dạ, em là Nguyễn Viết Sáu. Nguyễn Viết Sáu. Dạ vâng. À, em sinh năm mấy Sáu? Dạ, em sinh năm 1987. 87. Bây giờ là 35 tuổi ạ. Sáu là làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc tại dự án Bình Dương. Bình Dương. Sáu làm công việc gì Sáu? Dạ, em làm kỹ thuật kiêm phải thành kinh doanh. Em là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Bình. Nguyễn Viết Sáu nha, sinh năm 87. Dạ. Từ Quảng Bình vào Bình Dương. Dạ, làm kỹ thuật kinh doanh. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Hồng Nhung, em sinh năm 95. Công việc em hiện tại là em làm nhân viên hành chính nhân sự, có công ty ở quận 1. Quê em ở Tiền Giang ạ. Ồ, đồng hương với anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của Sáu là gì? Dạ, cái khuyết điểm của em thì trước đây thì có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ vâng. Hút nhiều không? Dạ, ngày một gói á, nhưng mà từ khi đăng ký lên chương trình thì em cũng đã bỏ được rồi. Bỏ được chưa? Ồ, vậy là mừng rồi đó. Vậy là bỏ hút thuốc rồi. Dạ. Đó, khuyết điểm. Dạ. Ưu điểm có gì? Ưu điểm thì em đã làm việc thì rất là hăng say, có thể là làm xuyên đêm. Em biết sắp xếp công việc, ví dụ như công việc nào quan trọng làm trước, công việc nào quan trọng làm sau này. Rồi luôn tôn kính các anh chị ba mẹ trong gia đình. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em là người ham học hỏi. Em thích cái gì đó thì em sẽ cố gắng em làm được. Còn nhược điểm của em thì em ít nói và em hay nóng tính. Nóng tính ở đây em là khi cái việc gì đó xảy ra rồi thì thôi em sẽ không nhắc đến nữa. Vậy là không sao, nóng chuyện đó không sao. Cô gái bên này hiền lắm. Hiền hả? Em trai bên đây cũng hiền mà. Đường tình duyên của em sao Sáu? Dạ, em thì từ trước tới giờ chỉ có một mối tình. Một mối tình? Dạ, mối tình của em thì từ cái thời 2016 á. Mối tình đó mấy năm? Dạ, thằng được 6 năm. 6 năm? Dạ. Dài đó. Dạ. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ, tại vì bạn đó là làm bên nghệ thuật. Lúc mà xác định hai người tính cưới á, thì tính như là bạn đã nghỉ bên cái ngành đó. Nhưng mà đến khi em thấy bạn nó còn yêu nghề với là thời gian nó đang còn trẻ, cho nên là em để cho bạn nó theo nghề. Ngu theo nghề có liên quan gì tới chuyện cưới nhau đâu? Dạ, theo nghề thì theo về bên cái nghề điện ảnh á, xong rồi bạn nó cũng có quen với người ở trong ngành cùng nghề với nhau. Tức là có quen người khác thì mới xảy ra chia tay đúng không? Dạ. Chứ không phải là làm nghệ thuật không liên quan gì tới chuyện cưới hỏi đúng không? Dạ. Rồi, đó, đường tình duyên ta trắc trở quen sáu năm. Quá trời. Rồi còn cô gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em mới được 2 mối tình. Nhưng mà mối tình đầu tiên là học sinh viên. Còn mối tình thứ hai là sau khi em tốt nghiệp ra trường thì quen nhau được khoảng 2 năm. Và chia tay vấn đề là bạn đó với em có hai hoàn cảnh rất là khác nhau. Và với lại gia đình của bạn đó cũng định hướng bạn đó ra nước ngoài. Nên em thấy không có tương lai. Nên là em chia tay. Rồi thế thì bây giờ mình quen một người bạn trai mới nè, sắp tới nè. Mình có cái mong muốn như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em thứ nhất là phải chín chắn. Tại vì em cũng hướng đến việc là quen lâu dài,
chứ em không kiểu mà quay chơi. Dạ đúng rồi ạ. Thứ hai nữa là bạn đó phải có công việc và nghề nghiệp ổn định để sau này hai đứa có thể xây dựng được tương lai. Thứ ba nữa là bạn đó phải thành thật và chân thành và biết tôn trọng. Dạ. Thế thì có điều gì ở đàn ông mà em không thích không? Em không thích bạn trai thứ nhất là chơi game. Chơi game, có chơi game không? Sáu. Lâu lâu rảnh thì chơi hả? Đó, dạ. Có ghiền không? Không. Không ghiền. Rảnh chơi thôi. Trời em gái. Thứ hai là không hút thuốc. Đây bỏ thuốc rồi, yên tâm. Nhậu thì có thể là biết nhậu thôi chị. Rồi không thích gì nữa? Em không thích người có bụng bia. Có bụng bia hả? Để qua coi coi. Nó cũng hơi có chút. Cũng hơi có chút á. Thôi mình đừng có nín làm gì. Mình thở đi. Tại sao không thích bụng bia? Em cảm thấy là em hơi sợ. Bụng lúc lúc cỡ 3 tháng được không? Cỡ vậy được không? Dạ, như anh Quyền Linh thì ok. Ok, phải thấy bụng tôi được mà. Chào nhà trai. Chỉ có cái hơi bụng thôi. Nãy giờ nghe những tiêu chí của bên kia em cảm thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, hầu như là em đáp ứng được hết rồi đó chị. Tự tin nha. Tự tin lắm nha. Rồi bây giờ mình nói về hình mẫu lý tưởng của mình đi nè. Nói chung là một người nó nhìn nó chuẩn mực của cô gái Việt Nam là được rồi. Chuẩn mực của Việt Nam là sao? Trời ơi. Như không cần phải là giống như hoa hậu mà như hoa khôi cũng được. Nói chung là con người phải cao khoảng tầm 1m60. Ta đây có 57 à? Dạ, lên đồ nó cũng được phải 60 cho anh. Ừ. Về tính cách thì biết hòa đồng, biết ứng xử. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, có năng khiếu kinh doanh thì càng tốt. Năng khiếu kinh doanh được không em gái? Dạ em cũng có định hướng sau này em sẽ kinh doanh. Thôi, được rồi. Vậy là cũng tương đối rồi đó. Tương đối, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em chỉ đến một mình thôi ạ. Em gái em bận học. Có chị Lan chị lo cho. Đúng. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi có ba mẹ của em, anh đầu với chị dâu. Ôi, và với một đứa cháu. Dạ con chào nhà trai ạ. Chào ông bà, chào đại gia đình nhà trai. Bà thấy sao nè, thấy cô con dâu tương lai mình sao nè, được không? Hôm nay là ba mẹ là đi thì tìm kiếm cho thằng út có vợ có mừng là nhìn thấy cô dâu cũng gọn gàng cũng được. Cũng được ha. Rồi mời ông nói vài câu, ông thấy sao không? Thấy cô gái thì bên ngoài thì thấy cùng họ gọn gàng xinh gái, nhưng ông thấy xa quá thì không biết tôi như thế nào. Tiền Giang Bình Dương không có xa đâu, ông đi tiếng 2 tiếng tới à? Rửa thôi. Dạ. Đây, mời đại diện gia đình nào, chị hay là anh gì đó, không thấy hai đứa em có hợp nhau? Chào anh Quyền Linh, đây là chị Lan, cũng như toàn bộ. Tôi là anh cả của anh Sáu, là anh trai đầu á. Thì hôm nay đến trường quay đây thì thực sự rất là Sáu cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn tìm một cái nửa cho em nó gọi là yên ổn, để ông bà cũng nói chung nhìn thấy được con dâu thì ông bà sẽ vui, đối với sống được thêm vài tuổi, vài chục tuổi nữa. Đó, thì nhìn cô gái bên này thì thấy cũng có nhiều nét mà sẽ cũng tương đồng với chỗ em Sáu đó. Thì còn cái quyền lựa chọn thì hai em tự lúc gặp mặt thì hai em tự đưa ra quyết định. Thì còn anh thấy thì cũng được rồi. Rồi anh cả thấy được là được đó. Thôi vậy mình mở rào đi. Dạ. Mở rào. Rồi mời Sáu. Chào em. Dạ chào anh. Anh tới đây với chương trình thì có món quà tặng cho em. Em có thể mở ra xem, ở đây là bông hoa hồng sáp. Nó là giữ được rất là lâu. Và đây là phải son để giúp cho em xinh xắn hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, hôm nay em cũng có món quà tặng anh. Đây là bánh em tự tay làm. Mong anh thử như thế nào. Cho em thử chí. Rồi, về vị trí thì sao? Rồi, hai bạn nói về cảm nhận khi mà nhìn thấy nhau đi. Nhìn em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em lên trên thành phố này lâu chưa? Dạ, cũng khoảng được 9 năm rồi anh. Em lên đây học đại học, sau đó là đi làm tới bây giờ. Em cảm nhận gì về anh? Dạ, anh thì nhìn bên ngoài thì cũng đúng như em muốn tìm. Bụng có bự lắm không? Dạ. Hẹn hò sao nè? Dạ, hiện tại công việc anh là ở Bình Dương hay sao ạ? Đúng rồi, công việc của anh ở Bình Dương. Em thì hiện tại đang ở nhà bè đó. Công việc em thì ở quận 1. Nếu mà quen nhau hẹn hò thì anh một tuần sẽ dành được bao nhiêu thời gian để gặp mặt? Thời gian của anh thì tương đối thoải mái, cho nên chỉ cần lúc nào em có thể rảnh thì gọi cho anh sẽ tới. Bây giờ là mình hỏi bạn gái coi khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới được.
Nếu như mà anh với em đi tới bấm nút hẹn hò thì em tầm khoảng bao lâu thì em nghĩ mình có thể cưới được? Dạ, việc hẹn hò tìm hiểu nhau thì đó là tùy chúng ta thôi. Còn việc mà kết hôn á thì em dự định cũng là năm sau hoặc năm tới. Dạ. Theo em thì nên sinh mấy đứa, và sinh trai, con trai hay con gái? Dạ em nghĩ là sinh thì hai là đủ rồi anh. Còn trai hay gái thì tùy duyên thôi, chứ mình đâu thể nào chọn lựa được. Cũng giống quan điểm của anh, con trai con gái không quan trọng. Đầu tiên là sinh một đứa, điều kiện kinh tế tốt, lo cho con cái tốt thì mới sinh được đứa thứ hai. Còn không, tốt nhất là một đứa. Bây giờ thế này, sao đứng lên. Đây, con gái đứng lên. Vậy hai người nắm tay nhau nào, hai tay luôn. Đó, chúng ta trao nhau cảm xúc. Bây giờ sao có thể nói cái gì cảm xúc của mình với cô gái nãy giờ mình nói chuyện đó. Mình thấy cô ấy thế nào, nói chuyện được không, có cái gì cần nói với cô ấy hay không? Tay em hơi lạnh nhỉ? Dạ đúng. Anh có thể sưởi ấm được. Như hồi nãy bác trai có nói là từ Bình Dương đến Tiền Giang thì rất là xa, thì anh nghĩ như thế nào? Thì ba mẹ xa thì đó là suy nghĩ của ba mẹ. Tại vì ba mẹ cứ nghĩ, nói chung suy nghĩ của người lớn nó khác suy nghĩ của mình mà. Xa thì mình có thể biến nó thành gần được. Ông lớn tuổi rồi, ông thấy đi xa thì ông nói xa, còn Sáu trẻ nó thấy gần. Người lớn đi chậm nên thấy xa. Tiền Giang sát bên trời, nhà tôi về hoài mà. Tuần tôi về đủ 6 ngày mà. Tôi nắm hoài đứng hoài vậy trời. Rồi, thôi chúng ta về vị trí ngồi đi. Chỉ cần nhìn nhau là đủ, chỉ cần nắm tay là đủ. Để xem chúng ta có rung động hay không. Các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa rồi. Xem trái tim của chúng ta đã có thực sự rung động hay chưa. Xem nửa kia có phải là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi sau đó đưa ra quyết định. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Em cảm thấy nó chưa rung. Rồi. Anh Quỳnh Linh làm sao? Em cảm thấy chưa rung động, em không bấm. Được rồi, đó là quyết định của em. Không sao cả. Em gái rất là dễ thương, rất là chân thành, một cô gái của gia đình đó. Cảm xúc của em như thế nào? Em vẫn bình thường. Nhưng mà em cũng rất vui hôm nay đã gặp được một bạn mới. Dạ. Có thêm nhiều người bạn là có thêm nhiều niềm vui ha. Có lẽ hôm nay các bạn không có nợ nên không gặp nhau, và chúng ta là bạn với nhau. Biết đâu trong cuộc sống này chúng ta sẽ giúp đỡ hỗ trợ nhau rất là nhiều. Thôi, chúc các bạn thật nhiều may mắn. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em gái. Hai bạn bây giờ chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mở rào ra các bạn sẽ thấy nhau. Nhưng trước khi mở rào chúng ta sẽ nói chuyện để mình cảm nhận trước đi ha. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào em bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Viên, năm nay 33 tuổi. Gia đình em sinh sống tại Đồng Nai, em hiện sống ở Sài Gòn. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với vai trò là chuyên viên, giảng viên. Và ngoài ra thì em cũng đang tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở trường. À, chuyên viên, giảng viên luôn. Dạ. Em dạy về bộ môn gì, dạ, viên? Dạ, em dạy ở khoa kinh tế. Kinh tế đó hả? Dạ. Làm kinh tế giỏi lắm hả? Dạ, khó khăn nên mới đi ấy thôi. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về dạ. Mình nè. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình. Và chào quý vị khán giả. Chào em gái. Em xin giới thiệu về mình đó là em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90. Hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3. Quận 3. Mình ở với ai ở quận 3 vậy em? Dạ, thưa anh là em làm ở quận 3, còn ở thì ở Thủ Đức với em trai ạ. À, Loan ở Thủ Đức với em trai. Dạ. Còn Viên là ở với ai ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở một mình ở quận 1. Một mình ở quận 1? Dạ. Tức mình ở nhà mình hay mình thuê? Dạ, em ở thuê. Em ở thuê nhà dạ. Trọ, còn kia là ở với em gái ha? Dạ, em trai. Em trai. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai, nhà gái. Rồi, nghe rồi ạ. À. Nhà gái bây giờ chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, đầu tiên em xin phép chia sẻ về khuyết điểm á. Là khuyết điểm là em khá là ít nói.
và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm á, là em biết lắng nghe và nấu ăn tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa cái chuyện mà mình sạch sẽ là ưu điểm mà. Em cũng biết nữa chị, nhưng mà em sạch sẽ hơi thế quá chị. Không, sạch sẽ quá cũng là khó chịu cho người khác đó. Cái gì cũng bắt hết trơn á. Ở nhà có cái hộp bụi cũng quét cho nó sạch nữa. Là cũng mệt mỏi lắm á. Tốt cho sức khỏe của gia đình thôi. Thì biết rồi, nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Chút cái kìa, trên kia có bụi kìa quần áo kìa, cái gì cũng muốn nói mệt lắm. Rồi mình còn cái tật xấu gì không? Dạ không chị. À đó, nhà gái đơn giản vậy thôi, thích sạch sẽ. Rồi nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thứ nhất là trung thực. Nói chung là em biết gì là nói nấy, có sao nói vậy. Thứ hai là tính em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là tính rất là nhiệt tình. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc, cũng như là đối với bạn nữ thì cũng rất là quan tâm chu đáo. Tuy nhiên về nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút ánh nhìn, nên là nó dẫn đến là mới đến tham gia chương trình. Đừng có tự ti cái chuyện mà cái hình thể dạ. bắt mắt. Mỗi người có cái nhãn quan khác nhau. Dạ. Biết có đôi khi người kia nhìn không thích nhưng người này nhìn thích thì sao? Dạ, đâu giống như anh nè, nhiều người nhìn thấy anh thấy nội mập lù. Ngoại hình ra sao mà kêu là tự ti? Dạ, dạ. Trời ơi, sáng sủa đẹp trai vậy mà. Rồi dạ. rồi vậy mới khỏe đó. Mập như anh ai cũng chê vậy á. Đúng không? Dạ, tùy theo người, có người nó trời Linh mập tròn dễ thương quá, có người gặp trời mập thấy ghê. Ví dụ vậy. Nói chung là ngoại hình em về là ok rồi. Vậy ok đâu rồi. Có vấn đề gì đâu, chị thấy Lan có vấn đề. Mà, Lan có người cũng chê mà. Mình đừng đá qua được không? Kệ tôi. Kệ tôi. Dạ. Thật ra đừng có lo lắng những cái suy nghĩ của người khác. Dạ. Quan trọng mình sống khỏe là được rồi nhá. Đúng rồi. Ốm khỏe. Dạ. Nhưng mà ốm mà có khỏe không? Dạ bình thường vậy. Ờ đó bình thường rồi. Là được rồi. Sợ gì, không có sợ gì hết, đừng lo lắng điều đó nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đúng đi. Đúng rồi. Tình yêu sao? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Hai mối. Dạ, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Dạ. Mối tình nó lâu không? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 8 tháng. Ừ, chắc cũng không sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ em nghĩ là nó rất là sâu sắc và 8 tháng là sâu sắc. Dạ bởi vì dạ cái cách mối tình đầu đó. Dạ không, có mối tình thứ hai rồi. Ờ mối hai luôn á. Bởi vì cái mà quan điểm của em mà khi mà quen xác định quen bằng nữ á là quen là để cưới chứ không phải là, nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình, thăm gia đình rồi có chứ mà mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy đó hả? Dạ thì cái tùy vào cái cách quen của mình nữa. Rồi tới gia đình rồi sao người ta không cho tới nữa hay sao hay là? Dạ thì tại vì gia đình của bạn nữ là bên theo Công giáo. Thành ra là em thì cũng đã đi học đạo rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung thì những cái yêu cầu từ phía nhà gái thì mình đôi lúc nó cũng mình không có đáp ứng được. Và với lại thứ nhất, thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn lúc đó khoảng 25 tuổi. Thì cái tình cảm của bạn thì nó có lẽ là chưa sử dụng quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai đó là dạ. chia tay sau 8 tháng luôn. Dạ thì đó, dạ đúng rồi. Rồi. Thôi vậy cũng chưa có gì hết. Dạ. Vấn đề là bây giờ mình coi bên đây có mấy mối tình nha. Đúng rồi. Qua thăm nhà gái cứ coi. Mai là tự ti đó, à. Hai mối tình rồi đó. Chào em gái. Dạ. À. Em đường tình duyên sao nè? Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng trải qua hai mối tình ạ. Giống bên kia ha. Dạ. Dài nhất mấy năm? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn năm. Dạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ tìm hiểu 6 tháng ạ. 6 tháng sáng tháo ha. Dạ. Hay ta. Rồi cái hơn năm đó lý do sao chia tay vậy? Dạ do kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không có thống nhất được năm. Rồi khi mà đó thì em có gặp khó khăn về kinh tế, em muốn dừng lại. Dời lại cái thời gian mà kết hôn á, nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Cái thế sau này phát sinh nhiều cái quan điểm mà nó trái ngược nhau quá nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được cái hướng đi tốt hơn cho mình, tìm được người phù hợp hơn cho mình ạ. Nói chung là chúng ta chưa có duyên nào vậy thôi. Dạ. Ha, cũng chưa có gì nó căng thẳng lắm. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu một mối tình mới nè. Dạ. Một cái sự chững chạc mới trong tình yêu nữa. Dạ. Em mong muốn cái tiêu chí một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời mình như thế nào? Dạ, về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh và có suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm. Và một điều nữa đó là người đó không có ích kỷ. Thầy giáo bên kia anh nghĩ nghiêm rằng túc đó. Đáp ứng gần như đúng. Hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Dạ không, chủ yếu là đạo đức ạ.
chủ yếu đạo đức đúng không? Dạ. Ngoại hình đẹp mà không có đạo đức cũng như không đúng không? Dạ. Ngoại hình như anh được không? Dạ như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nói mập thấy ghê quá. Cảm ơn em đã khen ngoại hình của anh. Đó, được rồi. Không? Tự nhiên mình gỡ quê trên sóng truyền hình. Gỡ quê. Tức quá mấy người cứ gặp tôi nói Quỳnh Linh mập chứ ghê quá. Nói vậy đâu có mập gì đâu đúng không? Ai bình thường có nhiêu đâu. Có chín mấy ký gần trăm thôi có gì đâu mà mấy... Gần tạ đó. Hả? Gần tạ. À, gần tạ chứ có gì đâu. Con heo tạ mấy. Chết. Bự quá. Thôi mình bỏ qua chuyện bỏ đó qua đi. Đúng. Bây giờ rồi. Mình hỏi hình mẫu lý tưởng của nhà trai nè. Dạ. Thì hình nữ mẫu ý tưởng của bạn em thì, của em thì nhất là bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Hai nữa là quá dễ nhìn. Dạ. Đây bao nhìn luôn. Ờ, về tuổi đời thì nhỏ hơn em, rồi chiều cao hơi thấp hơn em một chút xíu là được. Nhỏ hơn đó, bên kia 8, bên đây 89 hả? Dạ 90. Dạ bên 90, đó 90. Đúng rồi, 89 90. Dạ, nhỏ okay. Hơn tuổi. Nói chung là ổn hết. Dạ. Gì nữa? Ờ, về công việc thì có công việc thấp hơn hả? Có thu nhập là được rồi. Bên đây ngang cũng được, ngang ngửa cũng được. Thôi không sao, chuyện đó không sao. Giờ yêu nhau là cỡ nào cũng được. Cao không quan trọng. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng mập hay ốm. Nhỏ đi về giờ á. Rồi sao nữa, nó chơi chứ sao nữa nè. Dạ về công việc thì bạn bị nữ có công việc có thu nhập là được. Có thu nhập. Dạ. Bao thu nhập luôn. Dạ. Hãy nghe nói không. Còn về tính cách thì hy vọng là bạn nữ là một cái người biết cư xử và biết yêu lao động là được rồi. Ai cũng biết cư xử hết trơn, quan trọng mình cư xử với người ta thế nào. Dạ. Người ta sẽ cư xử đến mình như vậy thôi. Dạ. Có cái chỗ nào mà em không thích không em nói ra luôn. Dạ em nghĩ là cái điểm gì em không thích vậy? Phụ nữ ở cái tính cách nào? Nói nhiều thích không? Dạ thì nếu mà người mình thương mà nói nhiều em cũng thích không sao hết. Mình đã thương là mình chấp nhận thôi. Đôi khi thương thương như vậy nói hoài mệt lắm em ơi. Nói thật sự thì ta hay nói gọn gọn là càm ràm đó. Nói nhiều em đỡ phải nói, em đỡ mệt. Ờ giờ em nói đi. Mai mốt nghe còn mệt hơn. Ta càm ràm mà nó vui cái lỗ tai. Không giống như quay đàn ông nào mà nghe càm ràm vui lỗ tai em ơi. Người ta yêu được cái gì cũng được. Yêu cỡ nào càm ràm hoài nó cũng mệt lắm em ơi. Còn mà gì không thích nữa không? Dạ em nghĩ là cũng vấn đề gì. Trời bạn đơn giản quá. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dạ hút thuốc ạ. À. Có hút thuốc không? Dạ không, em không là không hút thuốc, không rượu bia. Dạ, không cà phê luôn. Gia trưởng có? Dạ cũng không. Gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Trời ơi đơn giản. Thật ra đàn ông bây giờ không có gia trưởng đâu. Ngày xưa còn có chứ giờ ít lắm rồi, thấy không? Bớt nhiều rồi. Mà với lại một phần là do ngày xưa phụ nữ để cho đàn ông gia trưởng. Đúng rồi. Cái này nói thiệt. Phụ nữ bây giờ mình phải dùng lên. Đúng. Cho thanh niên biết mặt. Phụ nữ chúng ta phải dùng lên cho thanh niên biết mặt. Cho đàn ông biết mặt. Mình đừng có gì cũng dạ dạ xưa xưa. Đàn ông lớn tới vậy thôi. Chứ thử coi mình dùng lên coi. Đàn ông tái mặt liền. Đúng không? Tái biết mà vậy nè. Dùng lên quá. Dùng quá. Cũng đừng cá tính quá. Bà này phải dùng dằn hơi quá. Thôi đùa thôi chứ tôi là người một cái người mà gọi là lý tưởng luôn đó. Mà tại không ai thấy cái điều lý tưởng đó của tôi thôi. Dễ thương, xinh đẹp, cá tính. Không, mình bớt khen nhau được không? Hơi khùng chút thôi. Mình đừng có khen nhau nữa, mình đang làm mai làm mối cho người ta. Nói cho người ta nhìn thấy phụ nữ thế nào, đàn ông thế nào, hiểu không? Rồi, nói chung là hai người này cũng tương quan hết trơn. Đúng rồi. Tương đồng nhiều thứ lắm. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với ba má. À. Có ba má được. Rất rồi. Là nghiêm túc trong cái rồi. Câu chuyện. Chào cô chú nhà trai. Dạ. À sao giờ cô chú thấy sao? Còn giàu tương lai này được không? Chú cứ ngồi đi. Xin chào Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Dạ. Xin chào hai con. Xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thật sự mà đến hôm nay mà chương trình mà tạo được cơ hội như cho các cháu như vậy là tôi thấy là quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn bên nữ bên này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nói có đến với nhau là không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi nói thật là nó viên thì con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Mà thật sự rất là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Còn lời sau cuối cùng nữa thì tôi xin cảm ơn chương trình MC Quyền Linh, Ngọc Lan rồi ekip chương trình đã tạo cơ hội cho các con được gặp nhau. Tôi xin hết lời. Mời cô có ý kiến chút xíu về dâu tương lai. Cô thấy hợp với mình không? Cô cầm micro cô. Nói chung là lên đây rồi thì
hả, con cho nha cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mình nó, nói chung là con người ta được hết chứ sao không được. Con mình được, con người ta cũng được. Xinh rồi, rất xinh đúng không? Xinh thì ghé mà xinh rồi, có dễ nhìn đâu. Làm dâu, có làm dâu không? Không, nhà đó không có làm dâu vậy chứ. Khỏi làm dâu ha? Khó. Đó, thấy chưa, khỏi làm dâu chưa? Thằng đó nó sống bằng mình lo đi chứ rồi. Thật ra làm dâu giờ mẹ rồi. Chồng cực chứ làm gì đâu. Đúng không? Làm đúng dâu rồi. Giờ mẹ chồng cực lắm. Đúng rồi. Làm dâu là mẹ chồng nào chăm sóc con cái rồi đủ thứ. Về mở cửa cho dâu vô nhà, thậm chí nấu cơm, nấu nước cho con ăn. Thậm chí rất nhiều bà mẹ chồng lên làm chương trình mẹ chồng nàng dâu nha. Đại đa số mẹ chồng là nấu nướng cho con dâu ăn không. Giặt giũ quần áo con dâu luôn. Đó, vậy đó. Anh đã đừng sợ làm dâu nha mấy em. Dạ. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ con đi với bạn ạ. Với bạn hả? Dạ. Chào nhà gái. Lực dạ, lượng bạn xin chào MC Quỳnh Linh, MC Lan Ngọc. Và Ngọc xin Lan. Chào Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Con Lan Ngọc cũng đẹp. Ngọc Lan. Dạ. Đẹp xin hơn. Chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Loan. Thì về Loan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai bên này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng với Loan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn và nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Bây giờ hai em đã nghe rõ rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt, mình nói chuyện đi coi hợp lý hay không rồi tính sao nha. Hai ba mở nào. Bắt đầu đi Viên. Dạ. Đứng lên, đứng lên. À, chào em. Thì anh tên Viên, anh có bó bông tặng em. Dạ, cảm ơn món quà của anh. À, anh tôi cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, tôi cũng có món bông tặng anh. Hy vọng là những lúc em thẳng á, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn. Và ví dụ nhìn tới nó thì sẽ nhớ em. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Chào em. Hai bạn là coi như là không bao giờ gặp nhau từ xưa giờ. Đây là lần đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Dạ thì cho anh nói trước ha. Dạ. Thì nói chung thứ nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Dạ. À, nhưng mà về tính cách thì mình, anh nghĩ là ổn, không vấn đề gì cả. À, anh hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ. Em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. À, em cũng xin chia sẻ về cảm nhận của mình về anh ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau á thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là một người khá hiền và có tí gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn hai bạn nói to lên tí. Còn về tính cách á thì thật sự thì mình em nghĩ á thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên cũng hy vọng là chúng ta cho cơ hội để mà tìm hiểu tiếp ạ. Ok. Cảm ơn em. À, thì anh á thì thật sự á thì anh nghĩ rằng là trong cái khi mà làm quen bạn nữ á thì anh khá là chủ động và anh sẽ cố gắng là tại vì mình làm quen mà mình sẽ cố gắng là mình thay đổi và mình thích nghi với bạn nữ nên là cái vấn đề đó thì có thể là em có thể yên tâm. Nhưng mà anh cũng rất là thoải mái chứ không phải là khá là trẻ trung và thoải mái chứ không có căng thẳng gì. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh ạ. À. Em cũng thích một người tính cách như vậy ạ. À. Ví dụ như xảy ra cái điều gì không ưng ý thì với tính cách của anh thì hai người sẽ tìm được tiếng nói chung dễ hơn ạ. À. Okay. Cho em hỏi một chút đó là anh có ngại người ít nói không? Bởi vì em khá là ít nói. Không sao, thì anh nói bù thôi mà, có gì đâu. Cái gì đâu, thì thử em biết là anh có thể nói 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, không ngừng mà, không đề gì cả. Dạ, vậy thoải mái. Khá là ok ạ. À. Yên tâm. Còn ví dụ như em nói nhiều thì anh sẽ lặn lại để cho em nói, không có gì cả. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau á, ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài ạ? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu á, cảm xúc á, thì nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Và trong cái khi mình làm quen với nhau đó thì anh nghĩ rằng là có gì thì mình chia sẻ, mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh à em thích cái đó hoặc là em không thích cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn, mình sẽ dễ có đến với nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là
anh là con trai thì anh sẽ chủ động, em yên tâm. Anh sẽ chủ động chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Anh sẽ bày vẽ đủ thứ tùm lum á. Thì bạn nữ cảm thấy rằng là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần phải áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là ổng là giảng viên thì ổng có hơi mô phạm đi và ổng hơi cứng đúng không? Nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng rất là si tin, rất là tại vì anh giảng sinh viên mà. Nó thoải mái, yên tâm. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đó. Anh biết nấu ăn, nói chung là em yên tâm là con nhà nông mà, cái gì cũng biết. Còn chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là anh chưa nghĩ, anh có nghĩ đến nó nha, nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau, đúng không? Cho em hỏi câu hỏi cuối ạ. Đó là khi mà tìm hiểu nhau, quen nhau thì trong thời gian bao lâu thì anh cảm thấy là tiến tới hôn nhân thì hợp lý ạ? Anh nghĩ nó còn phụ thuộc vào bạn nữ nữa. Tình cảm nếu đủ chín á thì có thể nó là 6 tháng, 9 tháng. Còn biết là có thể nhanh hơn hoặc có thể chậm hơn. Đó là anh nghĩ là cũng tùy thuộc vào cái mối quan hệ và cách tìm hiểu của hai người nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngược lại thì em nghĩ sao? Thật sự thì em nghĩ thời gian nó không quan trọng lắm. Chủ yếu là chia sẻ, đồng cảm. Và khi mà xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết như thế nào, tìm được tiếng nói chung hay không. Và kiểu như là khi trong cuộc sống hôn nhân thì mình cần cái tính là khoan dung nhau và tôn trọng nhau thì em nghĩ thì nó sẽ bền và đi được xa hơn. Ok, anh đồng ý với em. Mình nói một chút về tương lai đi, thí dụ bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau rồi đến với nhau rồi mình phát triển kinh tế ở đâu, mình ở đâu, như thế nào. Mình vẽ ra một bức tranh về gia đình đi để xem có hợp với nhau hay không. Em xin chia sẻ về bản thân em trước. Tức là công việc của em thì em xác định là em sẽ định hướng ở Sài Gòn và gắn bó với nó. Còn không biết công việc của anh thì anh định hướng như thế nào và sau này sẽ như thế nào ạ? Chắc chắn anh sẽ làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Và anh không có ý định đi khác, nơi khác. Dạ. Vậy thì khá là trùng hợp rồi. Anh thì chắc chắn anh sẽ làm ở Sài Gòn. Dạ. Em yên tâm. Hai bạn dự tính khi nào thì nhà trai có thể bước qua nhà gái được? Dạ, bước qua là tiến tới hôn nhân đó. Dạ thì như em nói lúc nãy đó, cũng tùy thuộc vào cái sự tìm hiểu nữa và cái tình cảm của hai bên nữa. Riêng về phía em thì em hy vọng là nó sẽ không quá một năm, tại vì em cũng biết rồi đó, anh cũng có tuổi rồi, tuổi không phải là trẻ, không phải là già, nhưng mà cũng đã đến tuổi và anh nghĩ rằng là một năm á, 9 tháng đến một năm thì đó là thời gian đủ để có thể tìm hiểu nếu thật sự muốn biết, muốn làm quen nhau. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Mình chia sẻ nhau về mặt tiền bạc chút đi. Thật ra là rất nhiều cặp đôi khi mà lấy nhau đó thì cái gì cũng được, nhưng mà khi về nhà đó, cơm áo gạo tiền đó, tiền này tiền kia rồi á, người này quản lý, người kia không quản lý đó, nó xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về quan điểm về tiền bạc đi. Kinh tế trong gia đình đó. Em nhường anh ạ. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn, đúng không? Anh sẽ đưa tiền, nếu mà anh không có thích anh giữ tiền, em cứ giữ đi nha. Nhưng mà dĩ nhiên nếu em là một người tinh ý, đúng không? Thì em sẽ để lại cho một cái gì đó cho anh để, đúng không? Cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trùng hợp là em cũng không thích giữ tiền. Nhưng mà em thích là cả hai cùng người giữ tiền. Okay, và có một cái bạn tốt. Không ai thích giữ tiền. Tôi giữ cho, tôi giữ. Sao hết, làm sao? Có người kia giữ dùng, có người giữ dùng, em yên tâm. Thích tiền lắm. Hiếm thấy ai nói là tôi không thích giữ tiền, tôi không thích tiền hết. Nhưng mà khi á, trong hôn nhân đó, thật ra nói vậy thôi chứ trong hôn nhân nó cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề này. Cái người giữ tiền cũng mệt mỏi mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Thật ra hai bạn này rất là điềm tĩnh và trưởng thành. Trong suy nghĩ của các bạn rất là sâu sắc luôn. Thì Lan nghĩ là khi mà hai bạn đã quyết định đến với hôn nhân á, thì hai bạn sẽ tự khắc có cái cách giải quyết cái vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Hợp lý. Hai bạn nói tiếp tục về hôn nhân đi, về con cái. Em có thích nói về đó không? Hay là... Dạ, anh cứ nói ạ. Theo anh thì anh không... Mình cứ vui vẻ, đúng không? Dĩ nhiên là con cái thì ai cũng mong. Dạ. Tuy nhiên là nó cần có một cái sự chuẩn bị, cả về sức khỏe, cả về tâm lý và cả điều kiện về tài chính, kinh tế nữa. Thì có thể là khi mình có thể cưới nhau, đến nhau với nhau, hôn nhân thì
thể tìm hiểu, có thể yêu đương và giống như vợ chồng son cũng khoảng một năm chẳng hạn, thì sau đó hãy tính đến chuyện con cái. Và khi nào bạn nữ cảm thấy sẵn sàng, nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu tuổi của em thì em sẽ sẵn sàng. Dạ em thì cũng từng nghĩ ạ, nhưng mà cái gì thì mình cũng phụ thuộc vào cái duyên ạ. Thích mọi chuyện thì nó theo tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn ạ. Còn cho em hỏi là anh có quan trọng con trai hay con gái không ạ? Không, anh không quan trọng. Con nào cũng là con và cũng là tốt hết. Dạ em chỉ có câu hỏi đó thôi. Miễn sao có con là hạnh phúc rồi các bạn. Nó thích bạn này lắm nha, bạn này suy nghĩ rất là xa, đó là kinh tế phải chuẩn bị cho đủ, sức khỏe chuẩn bị cho đủ rồi mới có con. Thầy giáo mà. Hay. Thật ra hai bạn, Mỹ Ngọc Lan nói rất hay, hai bạn này đã trưởng thành. Đúng rồi. Các bạn rất là văn minh, các bạn nó rất là hiện đại, các bạn có suy nghĩ rất là thoáng. Ha. Rồi, tôi nghĩ rằng các bạn đủ để quyết định điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau để trao nhau một chút cảm xúc lại gần nhau hơn. Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn tận đáy mắt nhau để tìm ra một chút gì đó cảm xúc rung động. Đó, bây giờ nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện mình, mình cảm nhận cô ấy là người thế nào, mình có một chút rung động hay cảm xúc gì đó mình nói cho ấy biết đi. Dạ, thì bạn Loan thì rất là dễ thương, và cái Loan thì thật sự rất là một người phụ nữ rất là trưởng thành và đã rất là chín chắn trong cái mối quan hệ như là định hướng cho tương lai, thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng điều đó. Ngược lại, dạ cảm nhận của em về anh á thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điềm tĩnh và gọi là mọi thứ đều là suy nghĩ hết rồi, rất là gọi là có sự chuẩn bị hết rồi, còn người đáng đàn ông đáng tin cậy để mà cho em dựa vào ạ. Thầy giáo có thể hát tặng một bài cho cô ấy. Dạ. Cứ nắm tay ấy. Dạ. Đây là giây phút của chúng ta trao nhau những cái cảm xúc ban đầu. Em rất ít hát mà cũng không có thuộc lời, nên là cho phép em là được cầm giấy hát được không ạ? Một đoạn nào đó. Dạ. Cầm giấy hát là chuẩn bị rất kỹ nha. Dạ. Em mới in sáng nay. Em xin được hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên đôi câu. Hèn chi thầy móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Dạ, em xin hết. Thầy giáo ơi, mốt cố gắng học bài này đám cưới hát đừng mở giấy ra nha. Dạ, được, chắc chắn. Dạ, em cũng có một khúc hát muốn tặng cho riêng anh ạ. Đó là bài, một đoạn trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ mối tình đầm thắm hơn. Xin hết ạ. Trở về ghế của mình. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ các bạn đủ để chúng ta có thể đưa đến quyết định bằng trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, con tim mình có thật sự rung động chưa? Sau khi trò chuyện, sau khi nghe người thân nói chuyện, sau khi nắm tay nhau, cùng hát với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, 30 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định nha các bạn. Chuẩn bị thật kỹ, bấm nút là phải có trách nhiệm với những quyết định của mình. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Nói thiệt là nghe hai cái tiếng tách tách của các bạn mà tôi hạnh phúc vô cùng luôn. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đấy, hãy nắm chặt tay nhau nhé.
hãy vượt qua dông bão của cuộc đời này để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Yeah. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây. Yeah. Nói gì với ba mẹ đi. Dạ thì con rất là cảm ơn ba má đã hôm nay đến dự. Con cũng rất là cảm ơn bên gia đình phía bạn nữ đã đến dự. Cảm ơn. Dạ con cũng xin chào hai bác ạ. Thật sự con cũng cảm ơn những lời nhận xét của hai bác dành cho con ạ. Và cũng nhờ vậy mà con và anh bấm nút để mà tìm hiểu tiếp ạ. Con hy vọng thì qua chương trình này thì hai người sẽ có kết quả tốt đẹp ạ. Bác gái rất là xúc động. Đã rơi nước mắt rồi. Hôm nay một ngày anh nghĩ rằng là ai cũng rất là nhớ hết. Yeah. Những cái gì chúng ta nói chúng ta nhớ giữ lấy, làm sao để trọn vẹn cái hạnh phúc cho riêng hai em nhé. Dạ, yeah, cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn anh chị. Cảm ơn mọi người. Một nụ hôn đánh dấu ngày gặp mặt. Dạ, xin phép là đến lần sau.